Tỉnh Long An vừa tổ chức khánh thành trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Bến Lức tại xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức với tổng mức đầu tư là hơn 150 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tài trợ. Trường được xây dựng trên diện tích là trên 3,7 ha, bao gồm 8 khối nhà từ 2 cho đến 3 tầng cung cấp 72 phòng học và phòng chức năng. Đây là một trong những ngôi trường đẹp và hiện đại nhất của tỉnh Long An, phục vụ nhu cầu học tập và rèn luyện của hơn 1.800 học sinh và giáo viên trên địa bàn. VP Bank sẽ tiếp tục tài trợ kinh phí để xây dựng trường trung học phổ thông Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với quy mô diện tích 2,2 hectare.